Tiếp tục với tình hình thời tiết, sáng sớm nay thì nhiệt độ ở Bắc Bộ thì vẫn như sáng hôm qua. Vậy đến trưa chiều nay thì ra sao chị Khánh Linh? Dạ vâng ạ, theo như dự báo chiều nay ở miền Bắc thì nhiệt độ sẽ bắt đầu nhích nhẹ và trời đôi lúc hửng nắng ạ. Dự báo nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Việt Trì, Hà Giang, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai và Điện Biên Phủ là từ 13 đến 14 độ C, còn Cao Bằng, Lạng Sơn là từ 8 đến 11 độ C. Ở miền Trung, mưa rét tiếp tục bao phủ 2/3 diện tích khu vực này. Tại Thanh Hóa và Vinh sẽ là rét khô, 14 độ C vào trưa chiều nay. Hà Tĩnh mưa rét cả ngày, 14 độ C. Từ Đồng Hới, Đông Hà đến Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi cũng có mưa nhưng mà trời đỡ rét hơn, nhiệt độ phổ biến từ 16 đến 23 độ C. Từ Quy Nhơn đến Nha Trang nền nhiệt cao hơn, ở mức 26 đến 27 độ C. Còn Phan Thiết cũng như các thành phố của Tây Nguyên hôm nay trời nắng với mức nhiệt không quá 29 độ C, trời mát mẻ. Xuống khu vực Nam Bộ dự báo trời cũng có nắng cả ngày, nhưng đến chiều khả năng sẽ khá nóng. Nhiệt độ cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác dao động từ 32 đến 34 độ C. Cảm ơn chị. Và hy vọng là những thông tin vừa rồi thì có thể giúp quý vị khán giả chuẩn bị tốt hơn cho ngày mới.